Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ngôi chùa đã được trùng tu và cũng đang trong quá trình trùng tu. Đây là cái cổng tam quan của chùa. Cái cổng này thì mình thấy rất là lớn các bạn và tương đối là mới. Sự kết hợp giữa cái tông màu màu ghi và màu vàng. Các bạn có thể thấy kiến trúc ở đây còn rất là mới. Và cái điều đặc biệt của ngôi chùa này là có rất nhiều cái bức tường lớn các bạn. Đây, ở đây có một cái hòn Nón Bộ. Ở trên hòn Nón Bộ thì có tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây, Nón Bộ ở đây thì được những cái cục đá rất là lớn các bạn này. Xung quanh còn có những cái cây sứ hay là những cái bức tường nhỏ cũng như là lư hương bằng cẩm thạch. Xung quanh chùa còn có những cái cây hoa và những cái cảnh khác. Mình sẽ tiếp tục tham quan cái ngôi chùa này, có thử cái kiến trúc của ngôi chùa này như thế nào các bạn. Ở đây thì mình thấy có một cổng tam quan các bạn này. Đây, một cái cổng tam quan, mình nghĩ là cái kiến trúc này là cái cổng cũ của chùa lúc mà chưa mở rộng khuôn viên cũng như là lúc mà chưa trùng tu để mà có không gian rộng như bây giờ. Thì tí nữa mình sẽ thử hỏi thử những sư thầy trong chùa để xem có phải không. Ở trên kia thì mình nghĩ là Ngài Hộ Pháp. Cái kiến trúc cũ này thì mình thấy cũng đậm chất những cái kiến trúc chùa cổ của Huế. Bạn có thể là hộp tảng sứ gạch men cũng như là những cái biểu tượng mái đình có những cái con rồng. Rồi mình sẽ đi vào bên trong nữa các bạn. Chùa Quảng Tế tọa lạc ở trên núi Hoàng Long, đường Thanh Hải, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Thượng tọa Thích Chơn Hương trụ trì chùa từ năm 1978 đến nay. Ngôi chùa này hiện nay đang được trùng tu và xây dựng với quy mô to đẹp hơn, nhưng vẫn mang nét thanh tịnh chốn thiên môn. Rồi, tiến vào bên trong một chút thì ngay trước mặt các bạn đây là một cái bức tường của Ngài Phật Thích Ca đang nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Phía dưới là có những cái hoa văn của hoa sen. Và các bạn cũng có thể thấy được là cái bức tường này cũng giống như những bức tường mà mình thường quay bên những cái ngôi chùa khác, là tường Ngài Thích Ca nằm thì tay phải là đặt lên gối và tay trái là xuôi theo cơ thể. Rồi, phía bên đây là cái bức tường lớn nhất, cũng mình nghĩ là điểm nhấn của chùa, là bức tường của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thì có cái chữ vàng trước ngực, và thường khi mà Phật A Di Đà thì phía bên trái và bên phải của Ngài thường là có hai bức tường của Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở đây các bạn này, sẽ quay cận cảnh cho bạn xíu xem xíu nữa. Đây là Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và bên này là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó, mình thấy tường của Ngài được xây trên một cái tòa nhà, và trước cũng có những cái đình, hai bên còn có hai con sư tử các bạn này. Đó, còn có những cái cột, trên cái cột thì mình thấy có kiến trúc như kiểu một bình và những cái hoa sen. Tường của Ngài thì được Ngài đứng trên một cái hoa sen các bạn, tay bắt ấn.
Rồi mình sẽ tiếp tục quay một cái số cái công trình ở đây nữa cho các bạn xem, để xem ngôi chùa này có những kiến trúc đẹp nào nha các bạn. Đúng như mình nghĩ thì ở đây là cái cổng chùa cũ các bạn, tại vì ở trên cổng chùa có ghi chữ chùa Quảng Tế, tuy nhiên cái chữ cũng đã bị xuống cấp, và bên này có chữ Trí Tuệ Từ Bi. Đây chắc chắn là cái cổng lúc trước còn cũ và đã vẫn giữ lại, và cái cổng mới thì to lớn và rộng hơn. Xung quanh chùa thì cũng có rất nhiều cây xanh giống như những cái chùa, ngôi chùa khác của Huế. Ở đây có một bức tường A Di Lặc. Mình nghĩ tường này được điêu khắc bằng đá cẩm thạch các bạn. Vẻ mặt ngài rất là tươi, trên tay cầm một chai đào và ngồi trên một cái bục đá. Hiện tại thì chùa đang còn tiếp tục trùng tu và xây dựng, nên các bạn cũng có thể thấy là những cái ngói ở đây được vận chuyển tới, cũng như là công trình cũng đang được thi công. Thì mình nghĩ chắc sau khi thi công thì chùa sẽ còn mới hơn và đẹp hơn nữa. Đây là cái phần chánh điện của chùa các bạn. Các bạn cũng có thể thấy là chùa còn rất là mới, rất là đẹp. Những cái hoa văn ở trên hoa văn rồng, hay là được những cái kiến trúc mái trên phần mái ngói còn được ốp tảng sứ rất tinh xảo, rất là đẹp. Và những cái cột ở phía dưới này các bạn, ở trên những cái cột thì có những cái con rồng vàng cuốn quanh. Theo sách Những Ngôi Chùa Huế cho biết, chùa được một nhà sư thuộc thiền phái Lâm Tế khai sơn vào cuối đời vua Gia Long. Sau đó bà Thanh Giang đến lập am tu hành nơi đây, gọi là Quảng Tế Am. Khoảng đầu đời vua Thiệu Trị, bà Thanh Giang giáo chùa cho ngài Hải Nhu, vốn xuất gia tu học ở chùa Sắc Tử Tình Quán, Quảng Trị. Năm 1844, ngài Hải Nhu đã cho đại trùng tu ngôi chùa, chủ tạo nhiều tượng Phật. Rồi mình sẽ đi lên phía trên chùa để mà xem những cái các bạn này. Ở đây thì có những cái cây mừng. Và phía bên đây là những cái bức tường được phủ lại, mình nghĩ là sợ bụi bặm. Tường cũng còn khá là mới các bạn. Bên đây là một bức tường và phía bên đây là một bức tường khác. Tất cả là đều được phủ ni lông lên, mình nghĩ là để chống bụi trong quá trình thi công thì rất là bụi. Ở đây thì mình có thấy một cái tháp chuông các bạn. Đây là cái chuông của chùa. Cái chuông này cũng khá là lớn nha các bạn. Được treo trên một cái khung gỗ. Xung quanh thì chạm khắc bằng nổi lên những cái hoa văn, cây cỏ. Cái chuông này thì mình thấy còn rất là mới, nên cái màu đồng là còn rất là vàng, rất là ống, và những cái chữ ở trên đây còn rất là rõ nét các bạn này. Có những cái chữ hạng nôm, cũng như là những cái hoa văn hình rồng. Lâu chuông này nằm phía bên tay phải của cái bức tường Phật lớn hồi nãy mình đã giới thiệu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Đây là cái phần phía sau của chánh điện các bạn. Thì hiện tại thì chùa cũng đang sửa chữa các bạn. Nên chúng ta không thể vào được phần chánh điện để xem cái phần thờ tự bên trong có những gì. Bạn có thể thấy là những cái mái ngói đang được lập lại. Nhưng khi mà
chùa xây dựng xong thì các bạn cũng có thể đến để chiêm bái. Phía xung quanh phần hậu viện bên đây cũng có rất là nhiều cây xanh, các bạn, cây cảnh, cây sứ. Phía sau lưng của chùa Quảng Tế thì mình thấy có một cái ngọn đồi. Trên cái ngọn đồi thông này có một cái bức tượng, mình nghĩ là của ngài Phật Thích Ca. Ở trên cái đường đi lên thì mình thấy trên có chỗ để mình thắp hương chiêm bái. Đó, thì nếu mà các bạn đến chùa Quảng Tế thì mình có thể là đi đến nơi này để mà mình thắp hương chiêm bái, cũng như là mình có một cái kỷ niệm nào đó. Thì không biết cái công trình này có thuộc của chùa Quảng Tế hay là chùa thuộc về chùa Thiền Lâm. Thì mình thấy ở đây có cái bảng là chỉ dẫn hướng đi chùa Thiền Lâm các bạn này. Chùa Thiền Lâm thì mình đã từng quay rồi. Bạn nào mà thích thì mình vào kênh của mình để mà xem lại cái kiến trúc của ngôi chùa đó như thế nào nha các bạn. Đó, khu vực này cũng cực kỳ là mát luôn các bạn. Đó, bức tường này đứng một mình và nhìn thẳng ra ngoài cái ngã ba phía sau mình. Mình nghĩ thì nếu mà sau khi trùng tu và cũng như được là có thêm những cái bức tường mới thì chùa Quảng Tế sẽ là trở thành một trong những ngôi chùa nổi tiếng, có nhiều bức tường đẹp và cũng là nơi để cho khách tham quan du lịch cũng như là những vị Phật tử đến để mình chiêm bái. Rồi như vậy thì mình cùng các bạn cũng vừa tham quan một ngôi chùa khá là đẹp và có nhiều cái bức tường đẹp ở Huế, ngôi chùa Quảng Tế. Ngôi chùa này thì cũng khá là gần thôi, đó, nó sát bên Đăng Nam Giao các bạn. Đó, nếu hiện tại thì chùa đang trong quá trình xây dựng nên cái khu vực chiêm bái thì mình không thể chiêm bái được, nhưng mà các bạn tới đây tham quan cũng như là để chụp hình thì cũng rất là đẹp rồi. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.